Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tuyên giáo ngày một độc hại, công an ngày một nguy hiểm, đảng nhuộm đỏ xã hội bằng chất bẩn. Nếu so sánh xã hội Việt Nam với xã hội các nước trong khu vực như Thái Lan, Lào và Campuchia, thì xã hội Việt Nam bất an hơn rất nhiều. Trong khi đó, nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam thì bị thế giới xem là một nhà nước công an trị, vì cai trị bằng bàn tay sắt thông qua việc trao quyền quá lớn cho công an, cũng như sử dụng một lực lượng công an quá đông. Công an có mặt ở mọi xó xỉnh của phố phường, trên mọi nẻo đường của đất nước. Tuy vậy, nhưng xã hội thì vẫn bất an. Được đứng trên luật pháp, được ban bổng lộc kích thích lòng tham, công an ngày một nguy hiểm hơn. Mới đây, Trung ương đã duyệt chi cho Bộ Công an tới 110.000 tỷ đồng ngân sách vào năm 2024, tức là gấp 15 lần Bộ Giáo dục và gấp 16 lần Bộ Y tế. Chỉ riêng phần tăng thêm cho Bộ Công an đã là hơn 13.000 tỷ đồng, gần bằng ngân sách cho Bộ Giáo dục và Bộ Y tế cộng lại. Ngoài ra, Đảng còn cho Bộ Công an ăn đến 85% tổng số tiền phạt giao thông như là cách ban thêm bổng lộc cho ngành này. Không nhà nước nào thiếu lực lượng cảnh sát để duy trì trật tự. Tuy nhiên, ở các nước dân chủ và Thái Bình thì lại ít cảnh sát. Nơi ấy, cảnh sát biết thượng tôn pháp luật và như thế họ giữ cho pháp luật và xã hội được trạng thái Thái Bình. Còn ở Việt Nam, cơ quan công quyền nào coi trọng việc tuân thủ luật pháp? Chính ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã từng nói như sau. Chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi. Nếu dân sai, dân chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Đấy chính là thứ tư duy đặt đảng và chính quyền lên trên pháp luật. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến một xã hội Việt Nam đầy bất ổn. Việc ban bổng lộc và để cho công an đứng lên trên luật pháp là cách làm rất nguy hiểm cho xã hội. Ban bổng lộc kích thích lòng tham của công an đứng trên luật pháp không chịu bất kỳ biện pháp chế tài nào, thì chỉ khiến cho cái tham, cái ác của công an được dung dưỡng ngày một lớn hơn. Trên thực tế, người dân ai cũng cảm nhận được công an ngày một nguy hiểm hơn nhiều. Làm tiền, dân và doanh nghiệp trắng trợn hơn. Họ dùng quyền lực buộc người dân và doanh nghiệp phải cống nạp để nuôi sống họ, làm giàu cho họ và gia đình họ. Lúc này, công an tạo ra một xã hội hỗn loạn với tình trạng cậy quyền, cậy thế, cá lớn nuốt cá bé, người dân bất an, xã hội bất an. Ngoài công an, tuyên giáo cũng ngày một độc hại hơn. Ví dụ vụ Thích Trúc Thái Minh dùng cây cỏ để lừa gạt dân cho rằng đấy là xá lợi tóc của Phật. Đây là hành động lừa đảo lòng tin của người dân để ông ta hành nghề mê tín dị đoan công khai. Vậy mà hàng loạt tờ báo quốc doanh đăng bài để quảng cáo cho hoạt động này làm cho mọi giá trị bị đảo lộn. Tuyên giáo cho báo chí viết bài quảng cáo cho hoạt động mê tín dị đoan của Chùa Ba Vàng, thậm chí truyền hình của Quốc hội Việt Nam cũng đăng tải. Thích Trúc Thái Minh là bóng sư quốc doanh, làm nghề tu chỉ để theo chỉ thị của Đảng. Chính vì lẽ đó mà tuyên giáo mới ủng hộ ông này bằng cách chỉ đạo cho báo chí viết bài quảng cáo cho ông. Đây là hành động vô cùng nguy hiểm, bởi chính nó làm cho xã hội Việt Nam vốn đã chìm trong u mê tăm tối lại tiếp tục ngùm lặn sâu hơn trong cái bể u mê này. Đây là chính sách ngu dân hóa để mà trị. Đảng đã biến một dân tộc vốn có 4.000 năm lịch sử đầy tự hào trở nên tàn tạ đến như thế. Có thể nói rằng với ông cụ tuyên giáo và công an, Đảng đã và đang sẽ ngày một phóng uế những chất bẩn do Đảng tạo ra để mà nhuộm bẩn cả xã hội. Dưới bàn tay của công an, người dân không cảm thấy an tâm mà ngược lại thấy rất bất an. Dưới bàn tay công an, tội phạm lớn mạnh do việc nuôi án trong ngành này. Doanh nghiệp chân chính không sống nổi, bị ép phải làm sai hoặc phải bỏ cuộc, phá sản. Một xã hội vốn đã bất an bởi công an đã thế, tuyên giáo cũng không chịu kém cạnh, cũng hàng ngày nghe theo chỉ đạo của Đảng, chỉ đạo báo chí, tuyên truyền, phóng uế ra toàn xã hội. Xã hội Việt Nam nát là từ đấy mà ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin tuyên giáo ngày một độc hại, công an ngày một nguy hiểm, Đảng nhuộm đỏ xã hội bằng chất bẩn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Rửa tiền và tài trợ khủng bố, Đảng bị châu Âu chỉ mặt.
Vào ngày 12 tháng 11 năm 2019, tạp chí Tài chính có đăng bài viết Việt Nam chủ động hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Bài báo nói rằng Việt Nam đẩy mạnh cả về chiều sâu và chiều rộng, góp phần tích cực và thực hiện hiệu quả của công tác chống rửa tiền. Nhưng thực tế không phải như vậy. Đặc điểm của Cộng sản là thường dùng tuyên giáo để mà che đậy sự xấu xa của họ. Họ có thể dùng báo chí, dùng khẩu hiệu vân vân để tuyên truyền thông thường những vấn đề gì mà đảng tuyên truyền nhiều thì hãy cẩn thận, vì có khả năng đảng đang làm chuyện xấu xa trong vấn đề đó. Điều này người dân trong nước đã từng trải qua. Đảng cho tuyên giáo hô hào để che đậy hành vi rửa tiền. Tham nhũng trong chế độ này gần như là 100%, không có quan chức nào của đảng không tìm cách này hay cách khác để mà trục lợi. Chỉ có quan chức cấp quận thì có rất nhiều tiền, vậy quan chức cấp tỉnh, trung ương lại càng nhiều tiền hơn. Tiền nhiều và nhiều tiền nên quan chức của Đảng Cộng sản rất cần rửa tiền để an tâm sử dụng. Chắc chắn rằng mỗi một quan chức sẽ giữ cho mình ít nhất là một mấu chốt để mà rửa tiền. Việc Đảng Cộng sản chỉ cho báo chí hô hào rằng Việt Nam chủ động hợp tác trong công tác quốc tế, cuộc chiến chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, thì đích thị Đảng muốn cho dân trong nước và thế giới biết rằng họ là kẻ chữa lửa, không phải là kẻ đốt nhà. Gần đây, Thời báo .de nhận được thông tin từ quan chức giấu tên cho biết, sở dĩ nguồn kiều hối về Thành phố Hồ Chí Minh tăng đột biến là vì có một lượng rất lớn tiền tham nhũng được chuyển ra nước ngoài rửa xong lại chảy ngược trở về Việt Nam theo dạng kiều hối. Tức là người này khẳng định trong lượng kiều hối gửi về Việt Nam có cả kiều hối thật và kiều hối trá hình, thực chất là tiền tham nhũng của các quan chức đã đem ra nước ngoài rửa xong đưa về. Nguyên nhân khiến lượng tiền bẩn được rửa tăng đột biến được lý giải là vào năm 2023 có quá nhiều vụ án lớn với các quan chức cấp thứ trưởng, bộ trưởng phải sổ khám. Bên cạnh đó có đến 2 ủy viên Bộ Chính trị ngã ngựa. Cho nên các quan chức đang giữ lượng tiền lớn, vội vã ôm tiền đi rửa. Châu Âu đã liệt kê các nước có rủi ro cao về rửa tiền và tài trợ cho khủng bố, trong đó có Việt Nam. Sự thật về việc lượng tiền bẩn, rội đốt, kiều hối quay trở về khó có cơ hội kiểm chứng. Tuy nhiên, lập luận này là có cơ sở. Đặc biệt, thêm vào ngày đó, vào ngày 18 tháng 10 vừa qua, châu Âu và Việt Nam đã đưa Việt Nam vào danh sách 29 quốc gia có nguy cơ cao vì rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Như vậy, quan chức của Đảng Cộng sản đang rửa rất nhiều tiền mới bị đưa vào danh sách này. Trong danh sách này, toàn là những quốc gia tham nhũng rất cao hoặc độc tài ủng hộ chủ nghĩa khủng bố. Việt Nam bị châu Âu xếp chung với những chính quyền thuộc loại cặn bã nhất thế giới. Thật là đẹp mặt cho cái gọi là Đảng Quang Vinh muôn năm. Vấn đề thứ hai mà châu Âu đề cập là tài trợ cho khủng bố. Lâu nay, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam không công khai ủng hộ tổ chức khủng bố Hamas và một số tổ chức khủng bố khác. Không rõ Việt Nam có tài trợ cho những tổ chức khủng bố này hay không. Đây là một ẩn số đang được giấu. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với Nga. Không biết Đảng Cộng sản Việt Nam có âm thầm tài trợ cho chính quyền này đem súng đạn sang Ukraine để giết chóc và xâm lược đất nước này hay không. Nhưng cũng không loại trừ khả năng này. Nếu Việt Nam dính đến vấn đề này, đấy là hành động vô cùng dại dột. Bởi một khi châu Âu trừng phạt thì nền kinh tế Việt Nam sẽ khốn đốn. Lúc đó, người dân và doanh nghiệp sẽ phải gánh hết những hậu quả do Đảng gây ra. Trong danh sách của châu Âu có tên Việt Nam. Hiện nay, châu Âu đang siết Việt Nam bằng tiêu chuẩn xanh, giờ lại thêm bị khối này liệt vào danh sách các quốc gia rửa tiền và tài trợ cho khủng bố thì khó chồng khó. Một khi vấn đề này đổ bể thì tiếp theo châu Âu sẽ đến Mỹ, khi đó thiệt hại đủ đường và chỉ có dân là gánh hết. Tham nhũng là một cách phá hoại đất nước kinh khủng. Nó được ví như giặc nội xâm mà tham nhũng rồi đem tiền đi rửa, bị lộ và trừng phạt, thì đó là cái hại thứ nhì phát sinh ra từ tham nhũng. Dân nào sống cho nổi với các quan tham đây? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình với bản tin Rửa tiền và tài trợ khủng bố, Đảng bị châu Âu chỉ mặt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.